Ngày 31 tháng 12 năm 2018, khi cả thế giới đang sửa sang để chuẩn bị đón năm mới, thì ở Nhật Bản, tất cả người hâm mộ thể thao đều hướng về sàn đấu Super Arena ở Tokyo để dõi theo trận đấu quyền anh giữa Floyd Mayweather và Nasukawa, tay đấm của nước chủ nhà. Mayweather thì đã quá nổi tiếng rồi, anh là một trong những võ sĩ quyền anh vĩ đại nhất mọi thời đại, được mệnh danh là độc cô cầu bại với thành tích bất bại trong suốt sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình. Từng vô địch ở 5 hạng cân khác nhau, dù ở thời điểm này thì Mayweather đã giải nghệ và bước sang tuổi 41, nhưng để đánh bại được tay đấm người Mỹ thì không phải là một điều dễ dàng. Vậy câu hỏi người ta đặt ra đó là thanh niên nào mà lại dám cả gan lên sàn với một võ sĩ huyền thoại như vậy? Câu trả lời thì đúng là một thanh niên thật, đó là Tenshin Nasukawa, một thần đồng kickboxing Nhật Bản. Thời điểm này thì Nasukawa mới chỉ tròn 20 tuổi. Dù ít tuổi nhưng chàng trai người Nhật Bản lại sở hữu một bảng thành tích vô cùng tuyệt vời khi có 27 trận đấu bất bại sau 6 năm thi đấu chuyên nghiệp, trong đó 20 trận thắng bằng knockout. Đặc biệt vào năm 2016, Nasukawa đã gây tiếng vang lớn khi hạ knockout nhà vô địch Thái Lan Quang Trai Long Chen Achai bằng cú đá xoay người. Đây là lý do để người hâm mộ Nhật Bản tin tưởng vào một chiến thắng cho tay đấm trẻ của nước chủ nhà. Sẽ thật tuyệt vời nếu như đêm giao thừa của người Nhật được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử khi một tay đấm mới 20 tuổi hạ knockout một tượng đài trong giới quyền Anh. Dù chỉ là một trận đấu mang tính chất giao hữu, nhưng tất cả đều thực sự háo hức để mong chờ màn so gang này. Nasukawa bước ra sàn đấu với sự ngạo nghễ và thần thái vô cùng tự tin. Anh hét lên một điều gì đó ở trong mồm và liên tục nhảy nhảy nhót nhót theo tiếng nhạc. Ở bên dưới khán đài phấn khích tột độ và đồng thanh hô to rằng: đánh nó đi, đánh chết mẹ mày quậy thở đi. Điều này càng làm cho sự tự tin của tay đấm trẻ người Nhật Bản dâng cao. Anh ôm lấy từng người trong ban huấn luyện rồi bước lên sàn đấu với gương mặt đầy khát khao chiến thắng. Trong khi đó thì đối thủ của Tenshin là Mayweather cũng có một màn chào khán giả rất ngầu. Huyền thoại người Mỹ cũng nhảy nhảy nhót nhót, nhưng anh thuê hẳn một rapper đi bên cạnh để rap cho anh nhảy. Một bài hát anh viết cho em, anh đã quên chưa kịp đặt tên. Những ca từ viết bằng trái tim mà anh đã từng hát cho em nghe. Nè 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 nè. Lúc đó anh hát em rất mê, em nói nghe giọng anh rất phê. Em kiểu xinh như là búp bê, anh ngoái đầu hôn em ngã xe. Mà em ngồi đó em khóc nhè nà. Xoa anh dịu dàng anh dỗ dành nà. Em đòi anh chở em đi ăn chè nè. Okay, baby girl, you know I love you. Oh, chuyện đó có gì đâu, anh sẽ khao em nguyên 10 chầu, cho em no như là bà bầu. Rồi anh đưa em lên cầu, cho em nửa hôn đầu. Hai trái tim cùng nguyện cầu sẽ yêu nhau đến ngàn sau. Baby, you know I love you. Whoa, 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 whoa. Khi Floyd Mayweather bước lên sàn đấu, sự tự tin của Nasukawa dường như đã bị chững lại bởi trước mặt anh là một người có thể hình to cao hơn. Có lẽ trong đầu Nasukawa lúc này đang thầm nghĩ rằng thôi bỏ mẹ rồi, chọn nhầm đối thủ rồi. Tay đấm người Nhật Bản bắt đầu cảm thấy rụt rè hơn khi nhìn thấy sự ngạo nghễ của đối thủ. Tuy nhiên, khi một lần nữa nghe thấy tiếng khán giả cổ vũ rất nhiệt tình ở bên dưới, thì Nasukawa đã lấy lại sự tự tin và lấy hết sự dũng cảm của mình để bước vào trận đấu lịch sử này. Khi trận đấu bắt đầu, cả hai tay đấm đều di chuyển và quan sát đối thủ trong những giây đầu tiên mà không ai tung ra một đòn đánh nào cả. Thậm chí Floyd Mayweather còn nhởn nhơ và cười đùa trước mặt Nasukawa. Sau một hồi cười đùa thì Mayweather bắt đầu vào việc.
Anh bắt đầu di chuyển và tấn công dồn dập Nasukawa. Không mất quá nhiều thời gian để cho huyền thoại người Mỹ khiến Tenshin ngã xuống sàn với một cú đấm đầy trọng lực. Tay đấm trẻ người Nhật Bản loạng choạng bước dậy và tiếp tục cố gắng thi đấu. Tuy nhiên, khi anh tỉnh táo trở lại thì ngay lập tức bị đối phương tiếp tục dồn ép với những cú đấm cực mạnh. Chỉ quãng hơn 15 giây sau, một lần nữa Nasukawa gục xuống sàn khi lãnh chọn một cú đấm móc từ dưới lên của Mayweather. Với thế trận như thế này, có lẽ ai cũng nghĩ một chiến thắng dễ dàng cho Mayweather ở trận đấu này. Nhưng rồi tay đấm trẻ người Nhật Bản không hề bỏ cuộc. Anh gượng dậy, ánh mắt nhìn về đối thủ của mình đầy sự quyết tâm. Nasukawa lao tới và có những cú đấm liên tiếp về phía Mayweather, nhưng lại không trúng một phát nào. Trong khi đó, chỉ cần một vài pha ra đòn, độc cô cầu bại lần thứ 3 khiến cho Tenshin ngã trọng vó xuống sàn. Trọng tài một lần nữa đếm từ 1 đến 10 để Tenshin có thể tiếp tục thi đấu, nhưng huấn luyện viên của tay đấm người Nhật Bản đã nhanh chóng giương cờ trắng chịu thua, chứ không để nó đấm cho một lúc nữa chẳng ai nhận ra Nasukawa mất. Và đúng là đã có một chiến thắng dễ dàng cho Mayweather thật. Chẳng có bất ngờ nào ở đây cả, chỉ mất hơn 2 phút để độc cô cầu bại khiến cho đối thủ gục ngã. Điều này khiến cho khán giả bên dưới cảm thấy rất hụt hẫng vì trận đấu kết thúc quá nhanh. Họ đã rất hy vọng vào tay đấm của nước chủ nhà để rồi phải thất vọng. Nhưng cũng rất nhiều người đồng cảm với Nasukawa và cho rằng anh thực sự dũng cảm để đối đầu với một tay đấm huyền thoại. Sau cùng, Floyd Mayweather ăn mừng chiến thắng rồi nhận số tiền khổng lồ hơn 9 triệu đô la. Còn với tay đấm của nước chủ nhà, anh khóc lóc như một đứa trẻ khi biết mình là người thua cuộc. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ. Thôi hết rồi, thôi hết rồi, thôi hết rồi, ta xa nhau rồi, còn gì đâu. Mùa ái ân mình vui mấy lần, giờ thì đớn đau tròn một số